Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên à, Hôm nay thì em sẽ lên clip để chia sẻ với mọi người một cái chậu nữ hoang chớp cách lê da hắc tùng chớp mọi người nha Và cái chậu này thì nó là cái dê gồm hai thân rất là to khỏe nên thích hợp cho anh em siêu tầm để về làm nái mọi người nha Rồi và cái hiện tại thì em đang cầm trên tay đây là cái chậu thì cây nó À, khỏe ấm chậu rồi về em à, lúc em gửi thì em gửi nguyên cả chậu luôn về các bán chị chỉ việc là treo tưới nước thôi và thông số của cái à, về hai thân này thì nó à, thứ nhất là hai thân mọi nha hai thân rất là to khỏe đây và thứ hai là à, một thân ngoài cùng đây thì có một măng nè và thân đây nữa thì thân đây thì nó có một măng và một mầm gạo ngay đây đó mọi người thấy không một mầm gạo và một măng này đó rồi thông số vậy nha đó là hai thân và ba ba mầm đó nói chung là hai thân ba mầm rồi và trước khi đi vào Sưu tầm à, về này thì em cũng báo giá luôn thì cái dê này thì em chia sẻ với giá là 3 triệu rưỡi mọi người nha ba triệu rưỡi cho anh em sưu tầm và à, cái chậu này thì à, hắc tùng chớp thì chắc là nhiều anh em sưu tầm lan cách ly ra thì cũng nghe tới danh tiếng của nó rồi à, về mặt hoa thì hoa của hắc tùng chớp khi nở thì phải nói rất là to à, thơm và đặc biệt là nó độc lạ cực kỳ luôn mọi người cái cây cách là Gia nó rất, có rất nhiều màu hoa nha xanh đỏ tím vàng rất nhiều kiểu tuy nhiên á, có một số cây á, là nó lên được kiểu đột biến chớp cánh và đây là cái kiểu đột biến gọi là quý hiếm nhất và hiếm gặp nhất ở dòng lan cách là Gia và cái mặt hoa của hát tùng chớp là một trong số những cái bông mà đột biến chớp đó mọi người ta thấy là hoa cánh vàng và à, À, lưỡi đỏ và cái viên cánh đặc biệt nó là nó có những cái chớp đỏ rất là hay mọi người nha rất độc lạ và đây là một trong số những cái cây được anh em à, chơi lan cát là thích sưu tầm nhất à, nói chung nó đắt gấp mấy chục lần cái cây hàng thường mọi người tuy nhiên thì nó vẫn gọi là mặc dù là giá cả đắt đỏ nhưng mà nó luôn là ưu tiên sưu tầm của những anh em à, chơi lan cát đặc biệt là những anh em ở miền trung hoặc là miền nam mọi người nha miền nam miền tây nói chung là anh em miền nam là chơi nhiều nhất ha à, rồi và cây này chính vì vậy thì được cái săn lung sưu tầm nhiều nên nó là một trong số những cây à, lan được anh em ủ mưu làm kinh tế rất nhiều à, tất nhiên thì em chỉ khi chia sẻ những cái chậu này thì à, chia sẻ cho anh em sưu tầm chơi và ngắm hoa trước sau này các bán chị à, khi mà nhân giống ra được nhiều thì chúng ta có thể lúc đó chia sẻ làm kinh tế cũng được rồi ha khi mà chúng ta có nhiều thì hãy tính tới làm kinh tế à, rồi trước hết thì hãy sưu tầm vì vẻ đẹp của nó rồi à, đây mọi người có thể thấy là chậu này giá là ba triệu rưỡi mọi người nhé, ba rưỡi nguyên chậu rồi mọi người có thể thấy là À, nó đây một thân này lên được một cái măng à, Cái cây hắt thùng chớp có một cái đặc điểm để anh em có thể là dễ dàng nhận biết Đó là khi mà cái măng mầm nhỏ của nó lên á Thì mọi người sẽ thấy là ngay cái đầu mầm của nó nó cũng lên chớp mọi người nhé Nó lên chớp đỏ nha à, à, Đây mọi người xem Cứ cứ mầm đầu mầm lên rồi sẽ lên chớp đỏ Một cái đặc điểm rất là hay để anh em có thể là nhận biết ra được chuẩn hắc thùng chớp nha Tất nhiên thì không phải là cây cứ cây nào mà lên À, chớp đỏ là hắc tùng chớp đâu, nó chỉ là một trong số những cái đặc điểm để anh em nhận dạng thôi. Còn quan trọng nhất vẫn phải là siêu tâm cái cây nó chuẩn rồi mọi người nha nơi uy tín. ha <laughs> Rồi đây à, thông số mọi người nha thông số này thì em báo mọi người này. hai thân ha, à, hai thân gọi là hai lá mọi người, hai lá, hai thân và một thân bên trái. Ngoài đây thì có lên một cái măng này, nói chung một cái măng và một cái gọi là cái mâm gạo này. À mầm này không biết có lên nổi mà nói chung là lên cái măng này nè mầm gạo bên đây cũng vậy mọi người đấy, bên đây cũng một cái măng và một cái mầm gạo đây đấy rồi rất khỏe nha à, mọi người thấy mầm gạo không à, cái đó vẫn lên măng được mọi nha à, còn đây chắc chắn rồi nè à, bên đây cũng vậy bên đây cũng một măng với một mầm gạo mâm gạo đây mâm cái măng chứa còn mâm gạo cái cái nấc thứ hai nè tím tím chỗ tím tím mọi người rồi dạ, nói chung là được à, mỗi thân thì đều là à, một măng và một mầm gạo ha. À, rất là khỏe cái chậu này rất xứng đáng để anh em có thể là à, siêu tầm để về làm nái mọi người nha làm nái ha. Rồi, xin cảm ơn mọi người hát tung chớp mọi người nha à, giờ này thân lá rất to nên là về trồng chăm sóc sẽ rất khỏe đây Cảm ơn và hẹn gặp lại Giá là 3 triệu rưỡi nha Anh em có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà Này là cây hắc trùng chớp Nữ hoàng chớp của Lan Cách Lê Gia ha